Và thưa quý vị, tiếp theo đây là phần tin liên quan đến Hoa Kỳ. Tổng thống Trump sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper. Thưa quý vị, trong một bản tweet gửi ra vào trưa ngày thứ Hai 9 tháng 11, thì Tổng thống Donald Trump cho biết đã bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper. Ông Trump cho biết là ông đã cử giám đốc của Trung tâm chống khủng bố quốc gia, đó là ông Christopher C. Miller, ngay tức thời sẽ là quyền Bộ trưởng Quốc phòng, theo bản tin của CNBC. Quyết định này của Tổng thống Trump được loan báo sau khi mà có tin từ tuần trước nói rằng ông Esper đã chuẩn bị sẵn thư từ chức. Được biết, Tổng thống Trump và ông Esper đã có một mối quan hệ rạn nứt kể từ một cuộc biểu tình đòi công lý chủng tộc trên toàn quốc nổ ra vào mùa hè. Trong thời gian cao điểm của các cuộc biểu tình, Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ triển khai quân đội để mà dập tắt các cuộc biểu tình. Ông Esper ngay sau đó nói với lại truyền thông rằng ông không ủng hộ việc viện dẫn đạo luật chống nổi dậy, còn được gọi là Insurrection Act, có từ năm 1807. Theo đó thì cho phép Tổng thống Trump sử dụng quân đội Mỹ vào việc đàn áp dân chúng phản đối tình trạng cảnh sát bạo hành. Chủ tịch Ủy ban bầu cử tin rằng đã có gian lận cử tri. Trong lần xuất hiện trên Newsmax TV, ông Trey Turner cho biết việc mà các địa điểm không cho quan sát viên vào xem quá trình kiểm phiếu có thể liên quan đến gian lận cử tri. Ông nói ông tin rằng có sự gian lận cử tri đang diễn ra, nếu không họ sẽ cho phép các quan sát viên vào. Mặc dù ra được lệnh của tòa án cho phép chiến dịch của Tổng thống Trump cử các quan sát viên đến xem việc kiểm phiếu tại Pennsylvania từ cách đó 1.8 mét, ông Turner cho biết những người theo dõi lá phiếu không được phép vào các địa điểm bỏ phiếu một cách có chủ ý. Ông cho rằng đã không có sự minh bạch tại đây. Toàn bộ hệ thống chính trị của Hoa Kỳ dựa trên sự minh bạch để tránh tham nhũng. Ông nói khi chỉ ra rằng Pennsylvania và các bang khác không tiến hành kiểm đếm một cách minh bạch. Luật tiểu bang cho phép những người quan sát ở đó. Theo ông, nếu luật không được tuân thủ thì cuộc bầu cử này là bất hợp pháp. Ông cho biết các đơn kiện do chiến dịch của Tổng thống Trump đệ trình là những cáo buộc rất hợp lệ, cần được hệ thống tòa án xem xét một cách đầy đủ. Ông dự đoán một số thách thức pháp lý có thể sẽ đến với tối cao pháp viện. Đồng thời, luật sư của Tổng thống Trump, ông Rudy Giuliani, nói là có khoảng 10 vụ kiện cáo buộc gian lận bầu cử. Thưa quý vị, ông Rudy Giuliani, lãnh cựu thị trưởng của New York và là luật sư cá nhân của Tổng thống Trump, hôm Chủ nhật nói rằng người đương nhiệm không nên nhượng bộ cuộc bầu cử cho Tổng thống đắc cử ông Joe Biden khi mà ông đưa ra một loạt các vụ kiện mới với khoảng 10 vụ kiện cáo buộc gian lận bầu cử. Luật sư Giuliani nói trong một lần xuất hiện ở trên chương trình Sunday Morning Feature của Fox News rằng tại thời điểm này thì sẽ là một sai lầm nếu Tổng thống nhượng bộ. Có bằng chứng chắc chắn rằng đây là một cuộc bầu cử mà ở ít nhất là 3 hoặc là 4 tiểu bang và có thể là 10, nó đã bị đánh cắp. Ông Giuliani tuyên bố là nói cách khác, nó dựa trên những phiếu bầu gian lận. Giờ đây thì bạn không thể để một cuộc bầu cử đi vào lịch sử mà không thách thức điều đó. Trong số các tiểu bang mà luật sư Giuliani được nhắc đến thì có Pennsylvania, Wisconsin và Michigan. Thượng nghị sĩ Ted Cruz đã kêu gọi điều tra về software để đếm phiếu bầu. Và chiều thứ Bảy, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Texas đã xuất hiện trên Fox News để thảo luận về những tranh cãi xung quanh việc sử dụng hệ thống bỏ phiếu Dominion, một phần mềm kiểm phiếu gây ra trục trặc ở quận tiểu bang Michigan, khiến 6.000 phiếu bầu được trao nhầm cho ông Joe Biden thay vì là Tổng thống Trump. Ông Cruz nói rằng phần mềm tương tự đó được sử dụng ở 47 quận trên khắp tiểu bang Michigan, và điều đó cần được kiểm tra để bảo đảm không có vấn đề gì khi kiểm phiếu. Trong những ngày qua, các đảng viên Đảng Cộng hòa nổi tiếng đã bắt đầu thu hút sự chú ý của giới truyền thông với việc bảo vệ các thủ tục pháp lý của Tổng thống ở nhiều tiểu bang khác nhau. Nhiều người trong số họ, bao gồm Thượng nghị sĩ Ted Cruz, Thượng nghị sĩ George Hawley ở Missouri và Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của South Carolina. Thượng nghị sĩ Graham đã thúc giục Tổng thống Trump không nên bỏ cuộc, kêu gọi Tổng thống Trump nên chiến đấu tới cùng, và gần đây đã quyên góp 500.000 Mỹ Kim cho quỹ pháp lý của Tổng thống Trump. Thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ tăng vọt do tin lạc quan về vaccine COVID-19. Thưa quý vị, chỉ số Dow Jones tăng hơn 4%, đã tăng vọt vào đầu ngày thứ Hai 9 tháng 11 sau khi công ty dược phẩm Pfizer nói rằng các dữ kiện sơ khởi cho thấy vaccine của họ có hiệu quả tới 90%. Thị trường trước giờ mở cửa đã lên cao do kết quả bầu cử, tuy nhiên loan báo của công ty Pfizer đã là lực đẩy khiến cho tăng vọt của giá cổ phiếu sau đó. Vào lúc thị trường chứng khoán New York mở cửa, chỉ số Dow Jones tăng 1.144.50 điểm, khoảng 4.04% trị giá, lên tới là 29.467.90.
S&P 500 ngày hôm nay tăng 73.60 điểm, tức là khoảng 2.10%, ở mức là 3.583.04, trong khi Nasdaq thêm 151.43 điểm, tức là 1.27%, ở mức là 12.046.66, thưa quý vị. Tổng giám mục công ty dược phẩm Hoa Kỳ Pfizer tuyên bố vaccine COVID-19 có hiệu quả đến 90%. CNN đưa tin công ty dược phẩm Pfizer cho biết vào ngày 9 tháng 11, phân tích sớm về dữ liệu từ vaccine COVID-19 cho thấy nó có hiệu quả hơn 90%, tốt hơn nhiều so với dự kiến. Phân tích tạm thời đã thử nghiệm 94 trường hợp được xác nhận đầu tiên của COVID-19 trong số hơn 43.000 tình nguyện viên được tiêm 2 liều vaccine hoặc giả dược. Và từ đó phát hiện ra rằng ít hơn 10% trường hợp bị nhiễm trùng là những người đã được tiêm vaccine. Hơn 90% trường hợp là những người đã được sử dụng giả dược. Pfizer nói rằng vaccine có thể bảo vệ người bệnh sau 7 ngày kể từ khi tiêm liều thứ 2 và 28 ngày sau liều vaccine ban đầu. Mục tiêu cuối cùng của thử nghiệm là tiếp cận 164 trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19. Trong một thông cáo báo chí, Pfizer cho biết họ có kế hoạch xin phép sử dụng khẩn cấp từ Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA ngay sau khi các tình nguyện viên được theo dõi trong 2 tháng sau khi tiêm liều vaccine thứ 2, theo yêu cầu của FDA. Họ dự đoán sẽ đạt mốc đó vào tuần thứ 3 của tháng 11. Kế tiếp là phần tin liên quan thị trường chứng khoán, thưa quý vị. Thị trường chứng khoán chiều ngày hôm nay với các chỉ số như sau: chỉ số Dow Jones 29.157.97, tức là tăng 834.57 điểm; chỉ số Nasdaq ngày hôm nay 11.713.78, tức là giảm 181.45 điểm; chỉ số S&P 500 ngày hôm nay là 3.550.50, tức là tăng 41.06 điểm; phân lời công cổ phiếu 15 ngày hôm nay là 0.9580, tức là tăng 16.83%, thưa quý vị. Giá dầu thô hôm nay là 39.94 đồng, tăng 2.80 sen trong một thùng dầu thô. Giá vàng tại Hoa Kỳ ngày hôm nay là 1.864.80 sen trong một ounce, giảm đi 4.45%. Tại Việt Nam, giá vàng mua vào hôm nay là 56.450.000 đồng một lượng, bán ra là 57.000 đồng một lượng. Và tại Việt Nam, một đô la hôm nay đổi được 23.270 đồng tiền Việt Nam. Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ cũng như là chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam.